Anh Linh, em biết là anh đã từng đạt được một cái doanh số là 16 triệu đô trong vòng 1 năm và anh duy trì điều đó trong suốt 4 năm. Vậy thì anh có bí quyết gì mà anh làm được điều đó? Thực ra là hồi đó nhá, là khi mình làm ấy thì nó có một cái là thứ nhất là mình không có tiền. Mình cũng không có vốn nhiều, thậm chí lúc đó đang nợ nữa. Đấy, thì nhưng lúc đó là cũng vay mượn chỗ này chỗ kia để mà làm ăn thôi. Thế thì cái khi mà mình có một cái sản phẩm thì thường mình sẽ có xu hướng đó là mình sẽ kiếm những QC hoặc là QL để người ta review cái sản phẩm của mình, sau đó mình chạy quảng cáo thì mình bán hàng nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng có một cái là cái sản phẩm của anh nó thuộc về phân khúc cao cấp, sản phẩm chất lượng cao và giá trị cao. Thì những cái người mà họ không dùng sản phẩm, họ không trải nghiệm sản phẩm mà chỉ nói là ở cái này tốt này kia thì nó rất là khó bán. Đúng rồi. Và anh nhận ra cái điều đó nên là anh thấy rằng là nếu mà book mà họ không có thực sự tâm huyết với sản phẩm rất khó. Thì sau đó thì anh không, và anh sẽ chọn bằng cách đó là anh dùng hình ảnh rồi viết bài chạy quảng cáo. Thì khi mà viết bài chạy quảng cáo thì anh truyền tải nội dung trong đó khá là tốt. Thì người ta để lại tên số điện thoại rất nhiều và bắt đầu bọn anh gọi điện tư vấn ấy. Thì một cuộc gọi mà người ta coi bài viết và coi hình ảnh xong để mình tư vấn ấy, nó rơi vào khoảng tầm 15 cho đến 20 phút mới chốt được một cái đơn thành công. Và sau đó mình nói là bây giờ mình muốn có một cái doanh số là 16 triệu đô bởi vì đó là mục tiêu của mình. Mà nếu làm cách này rất khó để mình đạt được, bởi vì nó mất quá nhiều thời gian và nó rất là khó để mà sao chép ra. Và lúc đó anh thấy rằng là năng lực bán hàng của mình rất là tốt, và cuộc gọi đi, cuộc gọi lại, cuộc gọi nào nó cũng tương tự với nhau. Và xử lý những lời từ chối khác nhau, xử lý về giá, xử lý về chất lượng, tất cả mọi cái nó đều giống giống nhau hết. Thì anh mới nghĩ rằng là tại sao mình không quay nó thành video luôn. Thì lúc đó là giống như là một bài bán hàng của mình luôn. Đấy, thì lúc đó khi anh nghĩ ra cái ý tưởng đó thì bắt đầu anh quyết định quay một video. Và anh thiết kế lại là cái sản phẩm của mình ấy, nó có những nhóm khách hàng nào, anh chia ra nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Và mỗi nhóm đó thì nhóm này sản phẩm của mình có nhiều cái thành phần, đúng không? Mỗi thành phần nó giải quyết nhóm này khác, nhóm này khác, nhóm này khác. Và anh bóc tách những cái điều này ra đó và làm thành những cái video khác. Thì bắt đầu anh chạy quảng cáo, và trên đó là anh báo giá luôn, xử lý từ chối luôn. Thì một video đâu đó khoảng tầm 4 đến 7 phút. Thế thì khi mà anh chạy quảng cáo như vậy thì khách hàng họ xem hết cái video của mình rồi. Và họ đã bị chinh phục trên đó rồi, họ cũng được báo giá luôn rồi. Và họ đã được chốt đơn trên đấy luôn rồi. Thì lúc này là một cuộc gọi sau đó anh chỉ có tầm đến 1 đến 2 phút thôi. Là lúc đó hỏi anh muốn lấy 2 tip hay là 3 tip. Rồi, tức là sau gọi, đó... gọi là chỉ để chốt đơn thôi. Đúng rồi, gọi lại để xác nhận đơn thôi. Và sau đó họ nhắn cho mình cái địa chỉ, thế là mình ship đi cho họ. Nó rất là đơn giản và sau đó làm cho mình tốc độ bán hàng rất là nhanh. Đấy. Sau đó thì khi mà bán cũng bắt đầu cũng có những cái lời từ chối khác nữa. Thì bắt đầu lại anh lại liệt kê ra những lời từ chối, lại quay video để xử lý những lời từ chối của họ trên online luôn. Đấy, rồi sau đó nói rằng là không ít người xài. Chưa thấy nhiều người xài. Thì bắt đầu anh lại xin những cái review phản hồi khách hàng. Mình chạy lại thì bắt đầu gia tăng cái niềm tin. Đó. Thì lúc này sau một cái thời gian thì anh mới thấy rằng là cái việc mà để mà mình làm online nó thành công ấy, mấu chốt nó nằm ở nội dung. Bởi vì nhá, lúc đó bản thân là anh không biết quay video, không biết edit video, không biết là có chân máy quay luôn. Bởi vì hồi đó năm 2014, 15 mình rất là ngây thơ. Thì nên là lúc đó là anh cũng không biết là anh góc nào là góc sáng, và cũng không ai hướng dẫn trên online hết. Nên là mình cầm cái điện thoại ấy, mình quay hướng này mình thấy hơi tối, hướng này hơi tối, hướng này hơi tối. Thế bắt đầu khi nào mà thấy nó sáng ấy thì bắt đầu mình xài. Đấy. Và cũng không có chân máy quay thì mình cứ chọn đứng lên cửa sổ á, mình in vào trong cửa sổ, bắt đầu mình cầm thế này mình nói thì nó không bị rung lắc. Đó, và sau đó thì mình sẽ luyện nói là từ đầu đến cuối, bởi vì mình không biết edit. Thì mình phải luyện làm sao mình nói từ đầu cho đến cuối nó không bị vấp. Đấy. Và không phải luyện phát là được liền, mình phải luyện đến cả hàng trăm cái video. Hàng trăm cái video thì bắt đầu mới có những cái video đầu tiên ok. Thậm chí có những ngày ấy là anh quay là từ sáng đến tối ấy, không được video nào luôn. Nhưng mình vẫn phải quyết tâm, và anh đưa ra một cái mục tiêu đó là nếu mà không thành công ấy, không được đi ăn. Rất là đó, nhưng mình vẫn phải quyết tâm mình làm điều đó. Và cuối cùng sau đó anh mới có được những video, thì lúc đó mình mới cho phép mình đi ăn. Đó. Và điều may mắn đó là những cái video đó nó lại cho mình ra đơn rất là nhiều. Đó. Thế thì làm sao mà mình ra được cái doanh số đó là 16 triệu đô la một năm? Thì nó không bao giờ là một mình được. Một mình là một mình anh làm content, một mình anh làm nội dung, một mình anh quay. Được nhá. Nhưng để mà ra như vậy thì khi mà anh ra được cái công thức ấy là mình có thể bỏ ra 1 triệu tiền quảng cáo thì mình có thể lời doanh số được 5 triệu đến 10 triệu. Thì bắt đầu anh mới chia cùng với những cái người khác nữa là hướng dẫn cho các bạn đó là lấy video của anh chạy quảng cáo bán hàng. Và sau đó thì mình chia cái phần lợi nhuận cho. Thì anh có được sau gần mấy tháng, 6-7 tháng ấy, thì anh có được khoảng tầm hơn 200 người, gần 300 người đó, người ta cùng chạy cái video quảng cáo đó với mình.
thì nó mới đạt được cái doanh số đó là 16 triệu đô. Bởi vì 200 gần 300 con người ấy, mỗi người một ngày 1 triệu thì có nghĩa là một ngày mình chạy 200 đến 300 triệu tiền quảng cáo cho toàn team của mình. Thì như vậy là một tháng là hơn 6-7 tỷ rồi. Thì 6-7 tỷ như vậy thì nó mới tạo ra doanh số lớn được. Và xuyên suốt một năm như vậy thì mới đạt được con số 16 triệu đô. Và sau đó mình duy trì liên tục cho đến 4 năm. Thì sau đó anh chuyển sang cái lĩnh vực mới, một cái sản phẩm hoàn toàn cái của bên mình. Thì lúc đó là mình lại mới có sự chuyển đổi như vậy. Nhưng mà em thấy là có rất nhiều người họ vẫn quay được video, họ vẫn chạy ad được. Nhưng mà tại sao họ lại không thành công anh? Đúng rồi, đây là một cái mà rất nhiều người họ bị một cái sai lầm ấy. Họ nghĩ rằng là lên video mình là phải có một máy quay rất là đẹp, rất là xịn. Đó, họ tập trung cái bên ngoài. Nhưng khi mà anh chạy xuyên suốt đến nay là cũng gần chục năm rồi. Thế đấy là nội dung mới là thứ quan trọng nhất. Bởi vì ngày xưa cho đến bây giờ anh vẫn dùng cái điện thoại này để quay. Và gần như quay rồi đi chạy bộ về anh vẫn có thể để quay được. Đúng không? Vậy thì cái mà anh luôn tập trung ở đây đó chính là nội dung, chứ không phải là về mặt về kỹ thuật. Thậm chí có những lần mà quay phản hồi khách hàng ấy, nó không phải là ngồi một nơi quá đẹp đâu. Khách thì đang nằm võng, mình thì lại quay bằng cái trên màn hình, xong rồi mình quay lại cái màn hình và mình nói chuyện. Nó mọi cái nó không có xịt xò lắm, nhưng nó là nó thể được cái gì? Cái sự chân thật. Đúng rồi. Cái sự chân thật đó mới là cái chạm đến người ta. Bởi vì cái gì từ trái tim ấy, nó sẽ đến về trái tim. Okay. Và đó là cái mà chúng ta bị một cái sai lầm là có thể nó đến từ việc một số chuyên gia họ nói rằng là chúng ta phải cái này, phải cái kia. Bởi vì họ không đi từ thực tế. Phải edit đẹp, phải người mẫu đẹp nữa. Đúng rồi, họ cho mình quá nhiều thứ rườm rà làm cho chúng ta cảm thấy ồ cái này khó quá. Thôi phó mặc đưa cho họ. Thì lúc đó họ mới có tiền chạy quảng cáo. Họ mới có tiền để làm dịch vụ này, dịch vụ kia. Đúng rồi. Đúng không? Đấy, dù tất nhiên anh vẫn có những cái chiến dịch làm đó là nó chuyên nghiệp, nhưng cái đó là vì mục đích khác chứ không phải vì mục đích bán hàng. Đấy, nhưng đối với những nội dung bán hàng thì đến bây giờ anh vẫn dùng điện thoại là chính. Những cái gì nó đơn giản nhất, gần gũi nhất, đời thường nhất. Và luôn nhớ đó là tập trung vào phần nội dung thôi thì nó hiệu quả cực kỳ cao. Rồi, tuyệt vời. Em nghe có nhiều người nói là cái thời đại bây giờ thì nó đã đi quá xa, nó đã khác quá nhiều so với ngày xưa rồi. Thì liệu là cái cách mà anh làm 4 năm trước á, nó có phù hợp với giai đoạn bây giờ không? Ok. Thực ra cái này là rất nhiều người nói với anh luôn, chứ không phải là vài người đâu. Và một năm đổ lại đây này, anh vẫn áp dụng những cái chiến lược của ngày xưa. Chỉ có điều đó là bây giờ anh làm còn chi tiết hơn, kỹ hơn. Ngày xưa đã ngách rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh là ngách của ngách, nên anh mới đặt tên là micro. Tức là phải siêu nhỏ. Thì lúc đó nó mới tạo ra cái hiệu quả được. Và rõ ràng là từ năm ngoái đến giờ anh áp dụng những chiến lược đó vẫn tạo ra doanh số bình thường. Dù mọi người nói là bây giờ nền kinh tế khó khăn, bán hàng không được đâu, người ta chi tiêu giảm, nhưng thực tế doanh số mình vẫn tăng là chuyện bình thường. Đúng rồi. Đúng không? Rồi sau đó là anh hướng dẫn thêm cho những cái học viên trong cái chương trình về 21 tuần luyện content chuyển đổi ấy. Ví dụ như bạn Nguyễn Minh Quốc bán về lĩnh vực về gọi là men vi sinh cho tôm ấy. Đó, rất ngách luôn. Và bây giờ bạn một ngày bạn có thể tạo 3-4 cái video. Cũng không cần edit giống anh ngày xưa luôn. Rất là đơn giản bằng một chiếc điện thoại như thế này thôi. Và một ngày á, sau 2 tuần đầu tiên bạn áp dụng là bạn bán được khoảng 15-20 đơn. Bây giờ là khoảng 4 tuần rồi, hơn 4 tuần chứ. Thì bạn đang bán là khoảng 30-40 đơn. Thậm chí còn những đơn 20 triệu. Không tốn tiền quảng cáo luôn. Đấy. Thế thì bây giờ ấy là nó đúng là cạnh tranh nhiều hơn. Bởi vì nhiều người làm hơn. Nhưng người ta bị một cái sai lầm đó là người ta làm những cái nó chung chung. Nó không rõ ràng, nó không sâu sắc, nó không chi tiết. Dẫn tới nó không hiệu quả. Và mọi người cũng đang bị theo đuổi một cái đó là view rất nhiều, follow rất nhiều, dù kênh anh cũng view nhiều, follow nhiều. Nhưng cái đó là cái mục đích khác. Nhưng nếu chúng ta muốn chuyển đổi, chúng ta muốn bán hàng, chúng ta ra đơn nhiều, chúng ta phải có một cái chiến lược khác. Phải nó rất nhỏ, rất siêu đi từng cái một. Đấy, thì ví dụ bạn Quốc đúng không? Bạn bây giờ mỗi ngày 3-4 video, 3-4 video quay bằng chiếc điện thoại thôi. Một tháng bạn nói với anh là đến nay là bạn được 140 video. Và tỷ lệ chuyển đổi rất là cao. Thì nó phải có chiến lược nó khác, cách làm nó khác, chứ không được chung chung giống như của người ta. Đúng rồi. Đấy, thì đó là đúng là bây giờ nó cạnh tranh nhiều hơn, nhưng chúng ta cần phải làm chi tiết hơn thì chúng ta vẫn hiệu quả hơn. Và bây giờ ấy, nó có một cái đó là công cụ nó hỗ trợ nhiều hơn, có TikTok này, có YouTube Short này, có Facebook này, rồi có Instagram này, đúng không? Và nhiều cái phương tiện khác nữa, và có nhiều cái công cụ khác nữa, nên là bây giờ làm tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì đó là chúng ta cần phải hiểu cái cách làm và chúng ta làm thật chi tiết thì chúng ta mới thắng được. Vậy theo anh bây giờ thì với một người mới thì người ta có cơ hội hay không? Tức là ví dụ như là em đi, em là một người mới, em không có kiến thức, em không có kỹ năng, em cũng không biết quay video, em cũng ngại xuất hiện trước ống kính, thì em có làm được không? Ok. Thực ra đối với một người mới nhé, bạn Nguyễn Minh Quốc là dân kỹ sư về nông nghiệp mà.
đúng không? Đúng rồi. Bạn không biết edit video nên bạn mới không edit video. Ừ. Bạn quay suông luôn. Bạn cũng không phải là một người giỏi ăn nói trước đó. Rồi bạn cũng không biết rành công nghệ. Nói chung là mọi cái nó cũng bình thường thôi. Ừ. Nhưng tại sao bạn vẫn làm được? Mấu chốt nó nằm ở nội dung. Ừ. Đúng không? À. À, vậy thì nội dung ở đấy không có kiến thức thì mình phải học. Học ở đây đó gì? Thực ra là kể cả nhiều người có kinh nghiệm rồi, nhưng họ không, vẫn không biết làm bởi vì họ không biết chia nhỏ ra. Đó là kỹ năng làm short video nó khó hơn làm video dài. Một video 5 phút, 10 phút rất dễ. Đúng rồi. Đúng không? Cái này em trải nghiệm rồi, em biết. Chính xác. Nhưng làm video dưới 59 giây đó mới là câu chuyện khó. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Đấy, nhưng khó đó là đối với người không biết, không có công thức, không biết cách làm thôi. Yeah. Đúng chưa? Và đó là lý do tại sao những anh chị ở trong chương trình 21 tuần luyện content á, chỉ cần dùng anh đã có form mẫu không? Đúng rồi. Anh đã có gạch đầu dòng không? Yeah. Anh đã công thức không? Đấy, nên là đó là lý do tại sao bạn Quốc vẫn có thể là một ngày làm 3-4 cái video được. Đúng không? Mà không phải chỉ mình bạn Quốc mà rất nhiều những anh chị khác. Yeah. Họ cứ đúng lấy cái đúng form mẫu mà anh đưa ra rồi thì cứ nói theo. Và tất nhiên là không phải nói theo bài của anh mà nói theo bài của họ, bởi vì họ sẽ làm rất rõ về đối tượng khách hàng mục tiêu này, làm rõ về cái sản phẩm của họ có những thành phần gì này, và cơ chế nó hoạt động ra sao này, cái điểm khác biệt đó như thế nào này. Rồi sau đó họ sẽ thiết kế từng cái video nó chỉ có 59 giây đổ lại để phục vụ cho từng nhóm đối tượng đó. Rồi mọi lời từ chỗ họ cũng quay video luôn. Đó, và sau đó họ chỉ tập trung làm nội dung, tập trung vào phần nội dung thôi. Đấy, còn ví dụ như một số ngành đặc thù mà cần phải có những cái edit ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể thuê người edit video. Đúng rồi. Đó, ví dụ như mình có thể làm 100 video mình xài được trong vòng 2 năm luôn. Ừ. Mà vẫn bán hàng hiệu quả. Đó là bạn Quốc là trường hợp bạn không chạy quảng cáo thì bạn làm nhiều hơn. Nhưng nếu mà ví dụ như thực ra mình làm khoảng 100 video mình xài được 2 năm, thậm chí 3 năm bằng cách đó là mình dùng video đó mình chạy quảng cáo mà giá nó vẫn rất rẻ nhưng tỷ lệ chuyển đổi cực kỳ cao. Đấy, thì bản chất ở đây đó là nội dung. Cái thứ mà mình cần tập trung đó là nội dung. Chứ còn về kỹ thuật, về công cụ là hoàn toàn có thể thuê được. Đó, cốt lõi vẫn là nội dung. Chính xác. Anh cũng không phải là giỏi công nghệ, anh có biết gì đâu. Anh chỉ biết làm nội dung thôi. Còn lại đó là đi thuê ngoài, người ta làm. Đúng không? Edit video cũng thuê người ta làm. Chạy quảng cáo thuê luôn. Đấy, mình chỉ giỏi đó là phần làm về nội dung thôi. Vậy thì người mới ấy, là cái mà họ cần ở đây đó là nội dung. Họ phải rất giỏi về mặt nội dung ấy, thì tự nhiên là tỷ lệ chuyển đổi nó cao. Thậm chí không tốn tiền quảng cáo và vẫn ra doanh số. Thì lúc đó khi mà có tiền ấy, mình thuê edit cũng được, mình thuê chạy quảng cáo cũng được. Thì đó là mình tập trung nội dung là cái thứ quan trọng nhất. Vậy anh có cộng đồng nào để em có thể tham gia được không? Ok, anh hiện tại thì đang có một cái chương trình đó là 21 tuần luyện content chuyển đổi. Đến từ 21 khía cạnh nó khác nhau. Thường mọi người làm content chuyển đổi thì chỉ được vấn đề giải pháp cho sale và mọi người bị ý tưởng. Nhưng thực ra là content chuyển đổi của anh đến 21 khía cạnh. Đấy, nên anh mới đặt nó là 21 tuần. Đấy. Và 21, mỗi một khía cạnh đó thì nó có phải đến mấy chục cái nội dung nhỏ khác nhau. Tính ra một sản phẩm là anh phải làm được 200 đến 300 nội dung nó khác nhau. Nên là anh mới làm cái chương trình này đến 21 tuần để mà hỗ trợ sâu sát cho mọi người. Đấy. Thì khi mọi người học cái chương trình này thì tất nhiên những cái phần video thì anh có hướng dẫn. Sau đó là chúng ta sẽ vào tối thứ 6, anh sẽ hỗ trợ sửa bài cho mọi người. Hay là có những nội dung mới thì anh sẽ cập nhật vào tối thứ 6. Và nếu như tối thứ 6 mà vẫn chưa xong thì anh sẽ hỗ trợ tiếp vào tối thứ 3 tuần tới. Bởi vì anh muốn mọi người thật nhanh ra kết quả. Đấy. Và thường ấy, anh nói 21 tuần nhưng bắt đầu tuần thứ 2, tuần thứ 3 là mọi người đã ra kết quả rồi. Thậm chí ra kết quả rất là nhiều giống như trường hợp Bận Quốc. Đúng chưa? Đấy, còn những cái tuần sau đó là để mỗi tuần mình có cái mới, mình cập nhật thêm và mình bắt đầu mình follow, mình theo sát. Để sau một thời gian dài ấy, mọi người có một cái nền tảng nó vững chắc rồi. Và có mình hay không có mình, mọi người vẫn làm được. Đó. Và khi mà chúng ta vào cái chương trình này thì hàng tháng anh cũng sẽ tổ chức một cái buổi offline. Để mà học trên online vẫn chưa nắm được hết, gặp trực tiếp anh cầm tay chỉ việc chỉ luôn. Thì nguyên một ngày đó mình tương tác, mình hướng dẫn thì lúc đó hiệu quả mọi người nhanh hơn. Rồi sau đó ví dụ như là mọi người có cái đến chương trình này, ngoài cái việc học ra thì mọi người sẽ lấy được mối quan hệ của anh. Ở chỗ là gì? Ví dụ nhá, mọi người không biết cách tuyển media, không có những cái cầu nối về media, anh sẽ hướng dẫn. Thậm chí là anh kết nối cho những bạn làm freelance mà làm rất giỏi, làm hiệu quả để cho mọi người làm chung luôn. Bởi vì đó là những cái nguồn mà anh đang sử dụng. Rồi về nguồn content, rồi nguồn về đó là chạy quảng cáo, rồi về kỹ thuật về chatbot chẳng hạn, đúng không? Rồi là ví dụ mọi người không biết cách về bán hàng, dù chương trình của anh là tập trung vào content chuyển đổi, nhưng có nhiều anh chị muốn scale mô hình lên, muốn làm cái team bán hàng thật giỏi mà không biết làm như thế nào, không biết quy trình ra sao, không biết xây dựng văn hóa ra sao, thì những cái đó anh cũng hỗ trợ thêm, bởi vì đó là những hoạt động kinh doanh của anh vẫn diễn ra hàng ngày. Đó, thì hay là về cách làm về văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội nhóm đấy, thì những cái đó là anh vẫn hỗ trợ thêm cho mọi người. Thì đó là ngoài chương trình ra.
Thì cái mà anh kết nối với mọi người ở đây đó là về cái giá trị. Ngoài cái việc học đến với nhau học, nhưng anh muốn biến tất cả, bởi vì đây đều là những người kinh doanh mà, biến những người học cùng với mình trở thành những người anh, người chị, người em, trở thành những người gọi là giống như là một cái mối quan hệ trong kinh doanh cùng với mình, và chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng hỗ trợ với nhau. Đó, ok chưa? Đấy, thì đó là cái mong muốn, bởi vì rất nhiều lần anh cũng muốn từ bỏ cái việc đào tạo, nhưng nó giống như một cái nghiệp thì buộc mình phải làm. Và anh thấy đây là một cái mà nó cũng giúp được cho nhiều người ấy. Thì bắt đầu anh mới quyết định làm. Và chương trình này là chương trình đầu tiên và duy nhất anh không có sale, anh không có người hỗ trợ. Bởi vì đây là kinh doanh, nó là một cái, nó rất là nhiều cái gọi là nó thách thức, nó có rất nhiều cái khó khăn mà nếu một người không đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm ấy, thì sẽ không hướng dẫn cho mọi người kỹ được, thậm chí nó kéo dài thời gian. Nhưng khi mà anh trực tiếp anh nói chuyện với khách hàng ấy, thì anh sẽ hiểu được vấn đề, mọi người đang bị gì, mọi người đang mong muốn tới đâu, rồi sau đó anh sẽ có cái chiến lược để phù hợp cho họ. Và khi mà vô học xong anh cũng support cho mọi người dễ hơn. Đúng. Thì nó lại nhanh kết quả hơn và rút ngắn cái thời gian hơn. Đấy, thì cái học phí của chương trình này thì đó là 21.799, đó là học nguyên full khóa. Nhưng thường mọi người đến ấy, thì anh sẽ nói rằng là mọi người nên đăng ký học một tuần học thử. Đấy, 1.858.238 đồng. Và nếu như một tuần đó xong, nếu mình thấy là chương trình này phù hợp với mình, ok với mình đăng ký học tiếp. Còn nếu mà mình cảm thấy ok, ông này nói linh tinh, không phù hợp, báo với anh trả lại 1.858.238 đồng. Nhưng nếu mà sau khi mà xong rồi nhá, mà quyết định đăng ký 21.799 đấy ạ, mà muốn hoàn tiền thì anh không hoàn tiền. Bởi vì đó là mình đã có bước thử rồi. Cam kết rồi. Cam kết rồi. Thì là đóng lúc đó là mình không hoàn nữa. Bởi vì anh muốn những người phải cam kết và hành động hết mình, chiến đấu hết mình. Anh thì anh cam kết được là anh luôn hết mình với mọi người. Và những cái giờ mà anh dành thời gian đào tạo đó là đúng trước giờ, và anh dành toàn tâm toàn ý vào đó. Không điện thoại, không gì hết, chỉ tập trung trọn vẹn với mọi người để giúp mọi người ra kết quả. Đó là cái sự cam kết của anh được thôi. Đấy, nên đó là lý do vì sao đăng ký 21.799 thì không hoàn tiền, 1.858.238 đồng thì hơi được hoàn. Ok chưa? Nên chúng ta muốn đăng ký thì để lại thông tin, tên, số điện thoại và cái số Zalo để Linh có thể liên lạc với Zalo và nói chuyện trực tiếp cùng với anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị ha.